Xin chào bạn nhá. Chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc bạn mua ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm cái video đó nha. Thả chiếc diều chính uy cõng 3 chiếc mòng các bạn nhá. Mình làm nhá bạn nhá. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mày làm mỏng, anh làm mỏng đấy. Nay hôm nay có mấy thanh niên tụ tập đâm chiếc diều này các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ test mỏng cho các bạn nghe. Đấy, xin giới thiệu các bạn, đây là 3 chiếc mỏng. Có kích thước là 80cm các bạn nhé, 80cm một cái. Một cái mỏng này, loại mỏng này, loại mỏng 3D. Đấy, mình bán loại mỏng này thì các bạn, nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá. Liên hệ qua số Zalo ở trên này thì liên hệ các bạn thì có thể mua, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Ok, bây giờ thì sẽ nhờ có một em đâm nhé. Nhiều em để em đâm. Ờ, cứ đâm đi, kêu xem như thế nào đó. Đấy, em đi sau quay, sau cách xa 2m ạ. Thôi. 1, 2, 3. Lên với kinh nha mọi người. Kêu rất to ra. Đây là các bạn. Kêu rất to. Rất kinh nha mọi người. Đang cho xuống nha mọi người. Đây các bạn ạ. Không biết là có phải là mình nắm được không mà mình nghe cái tiếng âm thanh nó khá là lạ các bạn. Nó không đúng như cái mỏng mình đang kỳ vọng ở đó. Các bạn nhìn nhá. Sau một hồi thả thì mình mới để ý ra rằng cái dây mỏng này các bạn này, cái dây mỏng này nó hai cái khi mà nó đang kêu thì nó sẽ đập vào nhau như thế này này, thì cảm giác là nó sẽ bị kiểu như là hai cái này nó va vào nhau thì nó kêu, nó sẽ bị mất âm đi các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cắt đi một cái các bạn nhé, mình sẽ cắt đi cái phần bên trên này chỉ để cho hai cái phần bên dưới này kêu thôi. Không biết là cắt hai âm đi nó mất nhìn nghe nó có chán không. Thôi mình sẽ làm kiểu này đi. Sẽ nối như thế này các bạn nhé. Xem không biết nối như vậy có được không. Nối như vậy thì cũng không được. Thôi mình sẽ cắt đi một bên các bạn nhé. Ôi cuộc đời. Rồi, ok. Mình sẽ cắt đi một bên các bạn nhé, để cho kêu thử hai cái xem nó có khác không các bạn ạ. Bởi vì ba cái là ba cái liền nhau quá thì nó sẽ kêu, nó sẽ không được hay ấy. Còn đáng nhẽ ra là mình sẽ làm một cái cọc dài để làm một cái mỏng rất là dài luôn. Mình đang chỉnh này nèo này các bạn ạ. Chỉnh này cái nèo cho nó thấp xuống một tí. Không biết người thích chỉnh các bạn. Nói gì đấy? Không. Thích trải nghiệm đấy. Tao nghe rồi nhá, mày tao sút rồi đấy. Tao nói gì? Mày bảo cái gì là không biết đua cái gì? Mày nói ai? Anh nhối, anh tự nhận à? Nhối gì, nhối. Ok, bây giờ thì mình sẽ thả chỉ kêu hai cái xem nó nhìn nào các bạn nhá. Mình chắc chắn là nó sẽ không kêu được các bạn ạ. Mày cá với tao cái gì không? Đu lên xuống sông. Đu xuống sông, vậy thì nếu mà nó kêu to hơn trước thì tao đu mày xuống nhá. Ok. Thật ra chắc chắn. Đu thật nhá, chắc chắn nhá. Đu thật.
kia nó chưa kịp đâm là đùa. Một phát lên này. Một, hai, lên. Bay rất cao nè, lên mây luôn các bạn. Bay rất cao nè. Bay rất cao nè. Đẳng cấp Titan. Đứt một cái rồi. Bị đứt một cái rồi. Đứt rồi. Nghe tiếng mũi âm. Đứt rồi. Đứt một cái rồi. Bị đứt một cái mỏng nha các bạn. Giò quá to. Hiện tại là mình thả cao quá, âm nó không kêu to mấy các bạn. Thường thường mình làm kêu rất là to, nhưng mà hôm nay chắc là mình nghĩ là do mình lắp mỏng ngược. Làm mỏng thì có hai đầu ấy các bạn. Một bên là kêu to, một bên kêu nhỏ. Có khi là một bên không kêu luôn đấy, nhưng mà cái này là mình lắp hôm nay hơi nỗi một tí các bạn nhé. Còn đây là mình sẽ để video lần sau mình sẽ lắp cho các bạn xem nó sẽ kêu to hơn. Đấy. Đứt từ sao được, giờ cái này anh kéo ok luôn đấy chứ. Kéo hơi ngon đấy. Bây giờ thế anh có cho em đun từ sâu không nhỉ? Thôi đấy, anh bảo là kêu to, anh bảo kêu khác hơn trước đúng không? Chẳng liên quan. Ủa, dạ thế. Đây, em quay đằng sau rồi. Em đứng tít trên kia à? Thế sao nào? Đứt ra rồi. Mình đứt một cái này nha các bạn. Hiểu đã hạ cánh bay. Hiểu đã hạ cánh an toàn. Hello. Con cầu ấy coi. Các bạn thấy mình đẹp trai không các bạn? Quá đẹp trai. Thôi thôi thôi, thôi. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Các bạn nhìn thằng này đẹp trai à? Nên okay.
Vậy là sau khi một hồi thả thì mình thấy là mai mình sẽ làm lại cái khác các bạn nhé. Cái này là hơi bị nối một chút nên là kêu âm vẫn chưa đã mấy các bạn ạ. Mọi khi kêu to lắm đúng không? Các anh đừng đi, em đun xong. Đấy, đun xong thì giờ mày thua rồi, mày phải đun xong chứ. Đun xong đi, đun xong đi. Gì? Anh xử gì? Đấy, hôm nay thì mình cũng chỉ giới thiệu qua cho các bạn con diều chính mỹ này nắp hai mòng. Thì hôm nào mình sẽ làm về tiếp tục về con diều này và mình sẽ làm một dàn mòng thật là nhiều các bạn nhé, thả cho chất các bạn. Thế thì hôm nay mình cảm giác mình như kiểu nắp ngược ấy, nắp ngược nghĩa là kêu đầu này các bạn này, nắp này kêu với cái đầu này kiểu nó vẫn to hơn. Đấy, đúng rồi đúng không? Đấy, nó kêu đúng âm tiếng của mẹ kêu vậy. Okay. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn các đến sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.